Xin chào quý khách hàng. Thì tiếp tục chuỗi video giới thiệu các dòng micro sure chính hãng có dây, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một model tiếp theo có mã hiệu là SV200. Thì đây là dòng micro sure chính hãng có dây mà rẻ nhất trong các model của hãng sure nha mọi người. Thì với con micro này, giá thì cửa hàng bên mình đang bán là 600.000 đồng giá tại cửa hàng. Thì khách hàng có nhu cầu thì vui lòng liên lạc lại với mình ha. Thì ở thị trường của Mỹ nó có model là SV100 và 200. SV100 thì rẻ hơn SV200, nhưng mà ở Việt Nam mình thì mới về cái dòng, chỉ có dòng SV200 thôi, chưa có dòng 100 ha. Thì với dòng SV này thì Sure giới thiệu ở thị trường Mỹ là từ tháng 8 năm 2010, tức là 2010 đó, đến thời điểm hiện tại là đã được hơn 10 năm rồi nha mọi người. Với cái giá micro này, bên trong nó là có dây sẵn rồi, chút nữa mình sẽ mở hộp ra ha. Dây 15 feet khoảng 4,5 m ha. Thì giá nó chỉ có 600.000 đồng thôi. Thì đối với mình là nó rất là rẻ, giết chết tất cả các loại micro các cái hãng khác của Trung Quốc mà không có thương hiệu, hoặc cho dù có thương hiệu thì cũng không thể nào qua được hãng Sure nha mọi người. Sure này là được công nhận trên toàn thế giới từ hồi xưa tới bây giờ. Lịch sử hình thành là đã hơn 90 năm rồi nha mọi người. Thì nói chung là đảm bảo về mặt chất lượng ha. Thì đối với con Sure này thì mọi người có thể nhìn thấy đây là số series của nó. Ngày sản xuất là ngày 16 tháng 1 năm 2020, tức là mới đây ha mọi người ha. Số series của nó một chút mình xem trong phiếu bảo hành, nó sẽ bảo hành theo số series này ha. Với một micro sẽ, với từng con micro sẽ có từng số series khác nhau. Ở đây đảm bảo một điều là made in China nha mọi người. Không bao giờ có made in Mexico hay là gì đâu nha, đừng có nghe mà tin ha mọi người ha. Made in China chỉ có một kiểu thôi. Rồi, đặc tính con này là gì? Đây. Tần số là từ 50 cho tới 15 kHz. Tổng trở là 600 ohm, thì tương tự như những con khác ha mọi người ha. Độ nhạy là trừ 55 dB tại 1 kHz. Kết nối là jack XLR, tức là jack Canon á, một đầu jack Canon, một đầu là 1/4 6 ly 3, cắm vào van số hoặc là cắm vào mixer ha mọi người. Cáp là dài khoảng 15 inch là 4,5 m. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp xem bên trong như thế nào nha mọi người. Thì bên trong không thể thiếu đó là phiếu bảo hành của công ty Tiến Ngọc. Tiến Ngọc là nhà phân phối chính hãng của Sure ở thị trường miền Nam Việt Nam nha mọi người. Đây là số series của nó, mọi người có thể nhìn xem ha. Nên mở lại cho mọi người xem. Đây. 3TA165. Mọi người có thể so sánh ha, 3TA1659021. Đây, ngày mua là ngày 7 tháng 5 năm 2020, tức là ngày họ xuất qua cửa hàng bên mình. Cửa hàng bên mình làm đại lý cho họ. Thì khi mình bán cho khách thì bảo hành sẽ là 12 tháng tính từ ngày khách hàng mua ha, hai mọi người ha. Còn cái số này chỉ là người ta thông báo là ngày xuất cho cửa hàng thôi ha. Rồi, các cái điều khoản bảo hành thì nằm bên dưới. Nói chung là giống nhau giữa các thương hiệu ha mọi người ha. Hãng nào thì cũng như hãng nào, điều kiện bảo hành là như nhau. Đây là phiếu bảo hành không thể thiếu ha mọi người ha. Bên trong nó sẽ có một cái sợi dây, một đầu là jack XLR, tức là mọi người hay thường gọi, Việt Nam mình hay gọi là jack Canon, nói XLR ít người biết đó, Canon thì ai cũng biết. Một đầu là 6 ly 3, đây là mình sẽ cắm vào cái van số hoặc là mixer. Cái này là dài 4,5 m ha mọi người. Dây này cũng tương đối mềm. Nói chung giá một bộ bao gồm cả micro cả dây mà chỉ có 600.000 đồng mà hàng xịn nha mọi người, chứ không phải hàng đẻo đâu. Thì coi như là giá này là giá rất là tuyệt vời mà tất cả những người chơi karaoke nào cũng nên có cho mình ha. Rồi, bên trong nó sẽ là một cái đầu micro. Chút nữa mình sẽ mở ra, mình sẽ xem tiếp. Ở đây nó còn có thêm các cái gì đây? Các cái cảnh báo của Sure ha, cảnh báo thường nó sẽ có màu vàng. Cái này cái gì mình không biết, toàn là tiếng tàu không. Đây là các cái giới hạn bảo hành của hãng ha mọi người, limited warranty. Rồi, đây sẽ là cái thông tin của micro ha. Ở đây nó sẽ có hướng dẫn cho mình là cách cắm, là mình cắm nè. Nói mình cứ cắm vào đây, kêu cái kích, kêu một cái click đây là ok, mình cắm vào cái kịch là được. Thì thao tác mình cầm, mình hát thì mình cầm là mình cầm như này. Đấy, mình cầm như này, mình đừng cầm vậy, người ta đánh dấu X như vậy là không được. Thì giống như video clip trước mình có giới thiệu á, là khi mình cầm thì mình không che lên cái chụp lưới của micro ha. Thì tư thế là hát lại đây. Đây, người hát là hướng micro hướng vào miệng của mình, tích đây. Thì không nên hát cái kiểu như thế này, tức là mình hát mà nguồn nhạc nó phát từ phía sau là không nên hát. Bởi vì sao? Bởi vì loại micro này là micro định hướng,
có nghĩa là nó thu tiếng từ phía trước, giống như những cái micro show khác mình có giới thiệu á. Thì khi mình đặt nguồn nhạc từ phía sau thì vô tình nó sẽ chui vào trong này, thì cứ nó chui chui vào đây rồi từ đây ra vào loa, loa lại chui vào đây, nó gây hiện tượng feedback. Feedback nó gọi là hú đó mọi người ha. Rồi các cái thông tin nó chỉ cơ bản như vậy thôi, còn lại là ngôn ngữ khác, tiếng Anh, tiếng tiếng Đức, tiếng Trung Quốc, tiếng gì ở đây nè, tiếng Hàn Quốc kìa tôi lưu ha. Rồi bây giờ mình vô thành phần chính, nó nằm đây đây, rất là đẹp ha mọi người ha. Shure SV200 có công tắc on off ở đây đây, rất là đẹp. Bề mặt là kim loại đen nha mọi người, nó có logo Shure khắc nổi trên cái khung chìm ha, trên một cái khung chìm đây ha, có đóng dấu CE đây ha, tức là hợp chuẩn châu Âu, xuất đi châu Âu, hợp chuẩn châu Âu. Nó sẽ có những cái sản phẩm mà có cái chữ CE ở đây, nó đóng lên đây nè, có nghĩa là hợp chuẩn châu Âu. Rồi phía đuôi của mic nó sẽ có Made in China, rất là nét ha mọi người ha, rất là nét ở đây nè. Thì giống như những cái micro Shure khác, ở bên trong nó sẽ có, con này là ba chân XLR của nó sẽ có màu bạc nha. Giữa chân 1 và chân 2 nó sẽ có cái hình cái sọt rác và cái dấu X, mọi người có thể nhìn thấy ha. Đây là cái dấu hiệu của hãng Shure. Những cái sản phẩm của Shure đều có cái hình sọt rác và dấu X này ha. Thì những sản phẩm nhái á thì đa phần là họ không có cái đó. Đó, mình so sánh giữa hàng thật và hàng nhái. Dĩ nhiên là con này là 600.000 đồng bán tại cửa hàng của mình thì không ai làm nhái nha mọi người. Đã Shure thật mà nó còn giá như vậy thì hàng nhái thì sao được giá này. Hàng nhái, những cái hàng nhái, hàng những hàng linh tinh, những cái hãng gọi là hãng tờ lưa trên thị trường mình, ví dụ như ông A, ông B, ông C gì đó lấy về cũng mới can xà beng bán cũng 550 600.000 rồi, trong khi con này là hàng Shure chính hãng 100%, hàng thật nổi tiếng toàn thế giới, được thế giới công nhận. À, hãng Shure được thế giới công nhận ha, mà giá chỉ có 600.000 đồng, tức là rất là rẻ so với mặt bằng chung của thị trường rồi. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái nắp chụp ra cho mọi người xem ha. Rồi, lưới chụp kim loại ha. Thì nó sẽ có cái lớp chống chống gọi là chống ồn ở đây, chống gió đó. Tức là khi mình đi ra gió nó thổi phù phù ở đây, nó không có tạo cái tiếng phù phù vô micro mình ha. Thì bên trong đầu mic nó sẽ có cái tem chống hàng giả của Tiếng Ngọc Audio. Thì nó sẽ có cái thông tin giống cái tem bảo hành vậy đó. Nhưng mà đây là tem chống hàng giả của họ. Thì những cái sản phẩm mà không có tem này thì coi như là không phải xuất phát từ nhà phân phối chính hãng của Shure, thì coi như là không có đảm bảo cho mọi người. Rồi cái đầu mic này mình thấy nó rất là đẹp ha, 1944 1951. Thì so với dòng BGA 48 thì mình nhớ không nhầm là 1941 hay 1911 gì đó, nhưng mà con này là mã là 1951 ha. Thì trên mic nó sẽ có một cái lớp giống như cái lớp trong tiếng trong 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 cái lọc này nè, tức là cái lớp lớp bông như thế này nè, rất là mềm, rất là mịn ha. Rồi đầu mic nó chỉ là như vậy thôi, không thể tháo và không thể thay được nha mọi người, không tháo không thay được, và công tắc ở đây đây, đơn giản chỉ có vậy thôi, vì đây là dòng mic gọi là rẻ nhất của Shure rồi mọi người ha. Họ thiết kế là để đáp ứng cho nhu cầu karaoke, cho những khách hàng mà có nhu thu nhập thấp. Nói chung là với một cái con mic như thế này, đẹp như thế này, chính hãng như thế này mà giá chỉ có 600.000 đồng, thì mình có thể tự tin rằng là con mic này là nó sẽ giết chết tất cả các loại mic micro giả, micro nhái, thậm chí micro thật của các hãng khác. Thì họ không thể nào mà cái hãng Shure này không thể nào mà thua những cái hãng khác được. Bởi vì sao? Bởi vì họ chỉ sản xuất, từ xưa tới nay trên 80 năm kinh nghiệm, họ chỉ sản xuất micro thôi, họ chỉ sản xuất micro và tai nghe thôi, không sản xuất các thiết bị khác. Thì về mặt kinh nghiệm, về mặt chất lượng của họ là coi như là nhìn vô là mình thấy là nó sẽ đảm bảo hơn những hãng khác rồi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thương hiệu của họ được công nhận cả toàn thế giới, à ai người ta cũng biết Shure hết. Đó là lý do là nhiều nơi làm giả, những con làm giả, làm nhái, làm tè le học me để mà bán cho bằng được, để cạnh tranh và coi như là cũng bán như Shure ha mọi người ha. Thì với cái đơn giá như thế này thì mình hy vọng là những anh em chơi karaoke và có cái sở thích âm thanh thì hãy trang bị cho mình một cái micro Shure ít nhất là như thế này, để xem cái chất lượng nó là như thế nào. Còn về đánh giá chất âm của nó thì các cái video clip sau mình sẽ cùng một lúc mình sẽ hát rất nhiều loại mic cùng một bài hát, sẽ cho mọi người có một cái đánh giá và cái nhìn về chất âm của nó ha mọi người ha. Rồi cảm ơn mọi người.